Xin chào các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang hồi thứ 22 trong bộ tiểu thuyết Chương Hồi Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân. Bát giới đánh động sông Lưu Sa, Mộc Xoa vân lệnh bắt Ngộ Tĩnh. Ba thầy trò Đường Tăng thoát nạn, ra đi không đầy một ngày, đã qua khỏi núi Hoành Phong, thẳng tới lối sang phương Tây, một mạch toàn là đường bằng phẳng. Thời gian thấm thoát, hết hạ sang thu, chỉ thấy những viên kêu cành liễu rủ. Sao đại hỏa rời về Tây, đường đi nhìn thấy trên con sông nước to chảy, sóng vỗ nhấp nhô. Và ở đây mình xin giải thích một chút. Sao đại hỏa? Sao đại hỏa tức sao tâm lặn về Tây là vào tiết ở cuối thu. Tam Tạ ngồi trên mình ngựa hỏi: đồ đệ, các con xem mấy trước sông to nước lớn thế kia, sao không thấy cái thuyền nào qua lại? Chúng ta qua sông làm thế nào đây bây giờ? Bác Giới nhìn thấy rồi nói: quả là sóng dữ, không thuyền nào có thể qua được. Hành giả nhảy lên không trung, lấy tay che mắt mà nhìn, cũng hoảng sợ, nói: sư phụ ơi, thật là khó khăn, thật là khó khăn. Con sông này cứ như sức lão tôn, chỉ vặn lưng một cái có thể sang được bên kia. Nhưng mà sư phụ khó sang biết chừng nào, muôn dặm khó mà qua được. Tam Tạng nói: ta nhìn không thấy bờ sông bên kia, phỏng chừng rộng độ bao nhiêu. Hành giả nói: có tới trên dưới 800 dặm. Bác Giới hỏi: làm sao mà huynh biết được rộng như thế? Hành giả nói: chẳng giấu gì hiền đệ, cặp mắt của lão tôn ban ngày thường trông thấy việc lành dữ ngoài nghìn dặm. Tôi vừa ở trên không, nhìn thấy rõ, sông này chiều dài thì chưa biết bao nhiêu, nhưng mới thấy chiều ngang, cũng phải tới 800 dặm. Đường Tăng lo lắng tới phiền não, quật ngựa trở lại, chợt thấy bên bờ có một tấm bi đá. Ba thầy trò chạy cả lại xem, ở trên mí, trên có khắc ba chữ Lưu Sa Hà, ở giữa bi có bốn hàng chữ đằng tả nhỏ: Lưu Sa 800 rộng, Nhược Thủy sâu 3000, lòng ngang không nổi được, Hoa Lâu cũng phải chìm. Ba thầy trò đang mãi xem, chợt nghe tiếng sóng vỗ ngựa non, nước dâng lên như núi. Âm một tiếng ở giữa lòng sông, một yêu quái nhô lên, trông mặt rất là hung tợn, đầy đầu tóc đỏ rối bay tung, hai mắt tròn xoe tựa đèn lồng, chẳng rám chẳng xanh, da xám ngắt như vang như dội tiếng chuông đồng. Áo lông gan mặc màu vàng thẫm, đai sợi đôi vòng sắc trắng bông, nhìn cái sọ khô đeo trước cổ, tay cầm bảo trượng rất oai phong. Yêu quái quay nhanh như cơn gió lốc, chạy đến bên bờ, đến vô Đường Tăng. Hành giả vội vàng ôm lấy sư phụ, quay mình chạy thoát lên bờ cao. Bát Giới buông hành lý, giơ đinh ba lên, nhằm đầu yêu quái bổ xuống. Yêu quái đưa bảo trượng ra để đỡ, hai bên đánh nhau ở bên xuống sông Lưu Sa, thật là một trường đại chiến. Hai người đánh nhau 20 hiệp chưa phân được thua. Đại thánh bảo hộ Đường Tăng dắt ngựa giữ hành lý, thấy Bát Giới đánh nhau với yêu ma, giận quắn môi lên nghiến lợi, xét tay giơ mắt nắm nhìn không được, toàn chạy ra đánh, tiện giơ gậy sắt ra, nói: sư phụ cứ ngồi đây, đừng sợ hãi, để lão tôn chơi với nó một trận. Sư phụ giữ thế nào cũng không được. Hành giả vất một cái đã đến bên cạnh. Nguyên vì yêu quái và Bát Giới đánh nhau đương hăng, khó bề phân giải. Hành giả giơ cây gậy sắt nhằm đầu yêu quái đánh xuống. Yêu quái vội vàng thu mình, hoảng hốt né tránh, chui tuột xuống ở dưới sông Lưu Sa. Bát Giới nảy người lên, nói: sư huynh, ai bảo huynh lại đây? Tay nó đã đờ ra rồi, chỉ nhằm ba hiệp nữa là tôi tóm được. Thấy huynh hung ác, nó bỏ trốn mất, giờ phải làm thế nào? Hành giả cười, nói: chẳng giấu gì chúng mình, từ khi hàng phục con quái ở Hoàng Phong tới nay, đi đường kệ đã hàng tháng, chẳng được mó đến gậy. Trông thấy chú đánh nhau với nó rất ngon, lại ngứa nghề, nhảy ngay xuống định chơi nhau với nó. Ngờ đâu nó lại chẳng dám chơi, bỏ chạy đi mất. Hai người khoác tay nhau, cười cười nói, đi về chỗ Đường Tăng. Đường Tăng hỏi: thế các con có bắt được yêu quái không? Hành giả nói: con yêu không dám ham đánh nhau,
vội chuồn xuống đáy nước chạy mất tiêu rồi. Tam Tạc nói, yêu quái ở đây đã lâu, năm sau nó biết rõ, dòng Nhược Thủy không bờ bến thế này, lại không có thuyền lái, phải có người buộc sông nước mới dẫn đi được. Hành giả nói, đúng thế đấy, người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nó ở đây đã lâu, hẳn phải thuộc sông nước. Chúng ta hễ bắt được nó thì đừng giết, mà bảo nó đưa sư phụ qua sông rồi sẽ hay. Bác Giới nói, huynh đừng bàn tán nữa, xin nhường cho huynh đi bắt trước, để lão Trư đây ngồi trong sư phụ. Hành giả cười, nói, hiền đệ ạ, cái đó tôi không dám nhận, việc dưới nước, lão tôn thật không quen. Muốn đi nhanh, tay phải cầm quyết, miệng đọc thần chú tị thủy mới đi được, không thì phải biến ra tôm cá, ru ru, ba ba thì mới đi lọt. Nếu chớ đánh nhau thì dù đỉnh núi trên mây, dù khê đến đâu, lão tôn đều làm được hết, chỉ có dưới nước thì phải đành chịu. Bác Giới nói, lão Trư hồi tổng đốc thiên hà, cai quản 8 vạn thủy binh, có học được chút thủy tính, chỉ sợ dưới nước nó có nhiều họ hàng, rề dây mơ rề má, lại đánh không nổi, bị nó tóm được, ngộ phải làm thế nào bây giờ? Hành giả thấy vậy cũng cười, nói, chú xuống nước đánh nhau với nó, đừng ham đánh lấy được, mà cứ vờ thua để giữ nó lên bờ, tôi đây sẽ đến giúp. Bác Giới nói, phải đấy, tôi đi luôn. Nói rồi, liền cởi tấm áo gấm, tháo giày, cầm lên ba rìa nước nhảy xuống. Dùng cái thủ đoạn ngày trước, đè sóng tiến thẳng xuống đáy nước. Yêu quái thu trận chạy về, đường ngồi thở hổn hển, bỗng nghe thấy tiếng nước réo như có người xô tới. Vội vàng đứng dậy, đã thấy Bác Giới cầm lên ba rìa nước tới. Yêu quái, vác trượng ngăn lại, quát to, hòa thượng kia đi đâu? Hãy coi chừng, thần trượng ta không có nể đâu. Bác Giới nói, mi là yêu quái, dám ở đây để cản đường. Yêu quái nói, mi không biết đó thôi, ta đây không phải là yêu quái, mà cũng chẳng phải là tuồng vô danh. Bác Giới nói, mi đã không phải là yêu quái, tại sao lại sống ở đây hại người? Chính danh họ là gì? Cứ khai thật ra đi, ta đây sẽ tha tính mạng cho. Yêu quái nói, từ nhỏ sinh ra đã khỉ ghê, chân trời gốc bể thường vai lai vãng, anh hùng lừng tiếng khắp đâu thâu, hào kiệt con nhà thật ra dáng, muôn nước chín châu đều có mặt, năm hồ bốn biển vẫn rong chơi, tìm thầy học đạo khắp non nước, lắm lúc dò lên tận cổng trời, ngày đêm luyện tập rất chuyên cần, vân dù thắng cảnh thường lui tới, bể thắm non cao có vết chân, may sao gặp được vị chân nhân, đạo pháp truyền cho đã nhập phong. Cột rửa lần lần lòng lục tử, rồi sao phóng thoát nhị toàn thân, nước thận từ mi về đầu lưỡi, lưỡi gan cuốn hồng xuống tâm can, dày công tu luyện lòng cao thượng, lên tận linh tiêu bái ngọc hoàng, thượng đế vui lòng liền hạ chỉ, quyển liêm đại tướng sắc ban ra, thiên môn các tướng đều tôn trọng, coi sóc linh tiêu bậc nhất ta, tay cầm một ngọn hàng yêu trượng, sáng chói lưng đeo tấm hổ bài, trên đầu đội mũ kim khôi lớn, mình mặc bào vàng vị rất oai, hộ giá đi về ta dẫn đầu, ra vào chầu trực ta là trưởng, chỉ vì vương mẫu đến bàn đào, mở hội giao trì mời các tướng, xảy tay đánh vỡ ngọc pha lê, các vị thiên thần thấy sợ ghê. Ngọc Hoàng nhìn xuống không vừa ý, họp hội phiên chầu hạ bút phê, cách hết quan hàm lột mũ áo, điệu đi chém chớp tại hình trường, nhờ ơn xích cước thiên tiên cứu, xá đội ơn trời rộng lượng thương, ơn trời tha chết được toàn sinh, đẩy xuống lưu xa ở một mình, no bụng ngủ khều nơi đáy nước, đói lòng để sống kiếm ăn quanh, chú tiều gặp tớ là toi mạng, đánh cá ven sông cũng bỏ mình, bao nhiêu người đã chui vào ruột, chính thật ta đây quỷ sát sinh, mi dám hành hung tới cửa ta, nay ta đường đói bụng đây mà, dẫu rằng thô kệt nhưng dùng tạm, nướng chả làm nem, đánh chén khà. Bác Giới nghĩ thấy vậy, trong bụng cãi giận, nói, mi đây là đồ khốn kiếp, có mắt cũng như mù,
nên nhị hơn cái bọt nước. Mì dám bảo ta là thô kệch, định làm nem nướng chả. Có lẽ mì cho ta là một thỏi thịt khô, đừng có hổn. Hãy cứ nếm thử một ngọn đinh ba của ông tổ mì đây. Yêu quái thấy đinh ba đánh tới, dùng ngay miếng. Phượng gật đầu để tránh. Hai người từ trong nước rỉ dòng, dậm sóng lên trên mặt nước. Hai người lại đánh nhau đến 2 giờ nữa, cũng không phân được thua. Thật là chậu đồng chọi nhị sắc, khánh ngọc đối chuông vàng. Hành giả đứng hộ vệ đường tăng, mắt đăm đăm nhìn hai người đánh nhau ở trên mặt nước không muốn nhúc nhích. Bỗng thấy hai bé giới phất rượu ngọn ninh ba, vừa thu chạy về phía bờ sông bên đông. Yêu quái đuổi theo đã gần tới bờ, hành giả không nhịn được, liền để sư phụ một mình, té gậy sắt chạy đến bên sông, quẳng luôn xuống đầu yêu tinh. Con yêu không dám lên chiến nữa, buộc một cái lại lao ngay xuống nước. Bác giới phát cấu, nói: cái ông bọt mọ ôn thật là tinh nhỉ, giá mà từ từ, để tôi lừa nó tới chỗ cao. Huynh sẽ đứng chặn nó ở dưới sông, không cho nó chạy trốn, có phải là tóm được không? Bây giờ nó chạy mất rồi, có đời nào lại chịu ra cho chúng ta bắt nữa. Hành giả cười, nói: chú ngốc ơi, đừng cấu nữa, chúng ta hãy trở về bạch với sư phụ. Bác giới cùng hành giả về nơi gò cao để ra mắt Tam Tạng. Tam Tạng nghiêng mình, nói: các đồ đệ thật sự khó nhọc quá. Bác giới nói: nói chi đến khó nhọc, chỉ có làm cách nào mà đưa được sư phụ qua sông, đấy mới là biện toàn. Tam Tạng nói: mới rồi, đồ đệ giao chiến với nó như nào? Bác giới nói: võ nghệ của nó ngang với con thôi, đừng đánh nhau, con đây đã giả vờ thua. Nó vừa chạy đến bờ sông, nhìn thấy Sư Hình giơ gậy lên, thế là bỏ, chạy đi mất tiêu rồi. Tam Tạng nói: vậy thì phải làm như thế nào? Hành giả nói: bây giờ trời đã tối rồi, sư phụ tạm ngồi trên bờ sông này để lão tôn đi xin cơm ăn đã. Ta cứ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ hay. Bác giới nói: phải đấy, Huy đi ngay luôn đi. Hành giả nhảy lên mây, cứ đi thẳng về phía bắc, lên thôn Trang xin ít cơm chay, mang về hiến lên sư phụ. Tam Tạng nói: đồ đệ xin cơm, giá mà hỏi được người ta cách sức thất qua sông, chẳng có phải là hơn đánh nhau với con thủy quái đấy ư? Hành giả nói: nhà người ta ở xa lắm, cách đây 5-7 nghìn dặm, có hỏi thêm họ cũng chỉ là vô ích. Bác giới lại công kích: Huynh lại nói khoác rồi, 5-7 nghìn dặm mà Huynh lại đi về chóng như thế được ư? Hành giả nói: chú có biết đâu phép con đậu vong của lão tôn chỉ quăng người một cái là đi tới 10-8 nghìn dặm xa rồi. Cái quãng đường 5-7 nghìn dặm đó, tôi chỉ gật đầu, uốn lưng một cái là xong, có khó khăn gì đối với tôi? Bác giới nói: dễ dàng như thế, Thủy Hình cộng quách sư phụ qua sông, tôi cũng chỉ gật đầu, uốn lưng một cái là xong. Hà tất phải đánh nhau khó nhọc với yêu quái làm gì? Hành giả nói: chú cũng biết cưỡi mây, sao lại không chịu cõng sư phụ đi đi? Bác giới bảo: sư phụ thịt xương phàm tục, nặng như núi Thái Sơn, tôi cõng thế nào được, phải có huynh. Huynh có phép con đậu vong mới có thể mang được sư phụ qua bên kia sông. Hành giả nói: con đậu vong chỉ là cưỡi mây đi nhanh thôi, còn chú là cõng không nổi, thì tôi cõng làm sao được? Từ xưa đã nói, cấp Thái Sơn nhị như hạt cải, dắt người phàm khôn thoát bụi hồng. Cũng như yêu tinh hung ác kia, có phép hút người, thổi gió, nhưng chỉ dân gian ở mặt đất thôi, chứ mang lên trên không thì không được. Những phép ấy, lão tôn này biết hết, lại còn thạo cả phép ẩn thân, độn thổ nữa kia. Nhưng sư phụ, vì phải đi hết khắp nước ngoài, không vội siêu thoát bể khổ ngay được, vì thế mà một bước cũng có. Tôi và chú chỉ là người đi bảo hộ, giữ sao cho khỏi hại tới tính mạng, chứ không gánh đỡ khổ sở cho người được, cũng không tự mình lấy được kinh. Nếu chúng ta có tới trước bạch Phật, Phật cũng chẳng giao kinh cho chú với tôi đâu. Bác giới nghe nói vậy liền tỉnh ngộ ra, cung kính vâng lời. Ba thầy trò ăn cơm nhạt rồi ngủ ở bên bờ sông lưu xa. Sáng hôm sau, Tam Tạng dậy gọi các con, nói: ngộ không ơi, bây giờ con tính như
thế nào? Hành giả nói, chẳng tính sao cả, bát giới cứ lại xuống nước đi. Bát giới nói, huynh thì chỉ được như thế, bắt tôi xuống nước mãi. Hành giả nói, hiền đệ ơi, lần này tôi không nóng nảy nữa, cứ để cho chú lừa nó lên bờ, tôi đây sẽ đứng chẹn ở dưới bờ sông, sẽ không để cho nó trốn thoát nữa, lần này ta phải bắt nó cho kỳ được. Bát giới bèn rửa sạch mặt mũi, gắng hết tinh thần, hai tay vác đinh ba, chạy thẳng ra bờ sông, rẽ nước xuống sào huyệt của yêu quái. Yêu quái vừa ngủ dậy, nghe tiếng động nước, vội dương mắt ra nhìn, thấy bát giới vác cây đinh ba đi tới, nó chạy ngăn lại, quát, khoan, 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 ngươi hãy coi trượng của ta đây. Bát giới đưa đinh ba ra đỡ, nói, cái thứ gậy chống đám ma của mày, làm cái trò gì mà dám gọi ông tổ mày coi trượng. Yêu quái thấy vậy, nói, cái đồ ngu xuẩn mày biết gì, phải biết. Bảo trường ta đây vinh dự lớn là tho dệt lụa ở cung Nga. Ngô cương lựa một cành tươi tốt, thợ mộc lỗ ban đã tạo ra. Trong lòng đỏ ối tựa hoàng kim, ngoài mặt long lanh như ngọc giới. Tên là bảo trường phục yêu ma, canh giữ yêu tinh rất ma quái. Ở đây mình xin nói một chút về cái tên lỗ ban trong lời nói của yêu quái. Lỗ ban, đây chính là một ông tổ trong ngành thợ mộc. Từ nhỏ sắc phong đại tướng quân, ngọc hoàng ban xuống để tùy thân, biến dài rút ngắn tùy mình muốn, hóa nhỏ thành to độ phiếp thân, từng đi hộ giá tới bàn đào, thượng giới nhiều phen đến hội trào, trực điện được cùng thần thánh hợp, nâng rìm đón tiếp khách ra vào, nuôi thành linh tính dạy thần thông, không giống phàm trần dùng khí giới. Từ khi phải đuổi khỏi thiên môn, tùy ý dọc ngang nơi hải ngoại, xuất thần nhập quỷ phải thường đâu, chớ bảo khi khoan để nói màu. Cái thứ đình bà cuồn của chú, đêm mà xới đất hoặc đi vung rau. Bát giới nghe thấy vậy cũng cười, nói, mi chỉ là con vật hay lừa dối. Thôi, vung rau vung cỏ gì cũng được, chỉ sợ bổ cho một nhát, mi sẽ không có chỗ dán cao. Chính vết răng chảy máu trào ra, dù không chết cũng sẽ thành tật. Yêu quái đứng giữ miếng rồi lại đánh nhau, đánh lần này mới thật là ghê gớm. Quai bảo trượng múa đinh ba, không phải họ hàng, nói không hiểu, chỉ vì mộc khắc kim, đến nỗi hai bên kịch chiến chẳng được thua, không tráo trở, ba đào cuồn cuộn cứ chẳng thể hòa nhau. Người này thì nộ khí xung thiên, kỹ nọ thì hùng tâm bất khuất. Ba đưa trượng đỡ, xin anh hùng nước khấy lâu xa, khí bốc bừng bừng, nhọc thở hồng hộc, chỉ vì tam tạng sang Tây Thiên. Đinh ba đã quen tay, bảo trượng cũng rất thành thạo. Người này túm chặt, định kéo lên bờ, kẻ nọ vừa sang toàn lôi xuống nước. Tiếng thét sấm vang rồng cá, trời mờ đất tối, quỷ thần kinh. Lần này đánh nhau tới 30 hiệp cũng chẳng thể nào phân rõ được việc hơn hay thua. Bát giới lại dùng trước chá bại, vác đinh ba chạy miết. Yêu quái lại mắc mẹo, cứ đuổi theo sau, sóng trào nước cuộn tới bờ sông. Bát giới quay lại quát mắng, mày đến đây, đến nơi cao ráo, đặt chân xuống đất mà đánh nhau. Yêu quái mắng lại, đứa mõm dài kia, mi lại định lừa ta lên bờ để đứa khác đánh hôi hử. Mi có giỏi thì xuống đây để lại đánh nhau dưới nước với ta này. Thì ra yêu quái đã biết hết cả rồi, chỉ đánh nhau với bát giới ở mé sông, chứ nhất định cũng không chịu một bước lên bờ. Hành giả thấy yêu quái không chịu theo lên bờ, rất là nóng tiếc, tức rằng không vồ ngay xuống để lấy được nó. Hành giả nói, thưa sư phụ, người cứ ngồi ở đây để con sửa cho nó biết cái món quả gấp gà con. Hành giả liền dùng con đậu nhảy lên không rồi trục xuống định giáp lấy yêu quái. Đường khi ấy, yêu quái và bát giới chửi lộn rất hăng, chợt nghe tiếng gió thổi. Yêu quái vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy đại thánh đương từ trên mây tụt xuống, vội thu bảo trượng, đâm nhào xuống nước mất tăm mất tích, chẳng thấy ở đâu nữa. Hành giả đứng từ bên bờ sông nói với bát giới,
Hiền đệ ạ, con yêu quái này nó thật khôn, chẳng chịu lên bờ, phải biết làm thế nào bây giờ. Yêu quái nói, khó khăn lắm, đánh mãi cũng chẳng được với nó đâu. Tôi đã đưa hết khí lực từ thì còn muốn nghĩ ra mới ngang sức với nó. Hành giả nói, thôi ta hãy về để bạch nhau với sư phụ. Hai người trở về Gò Cao, đem việc khó khăn bạch với Đường Tăng. Đường Tăng rưng rưng nước mắt, nói, khó khăn như thế, làm thế nào mới có thể qua sông được. Hành giả nói, sư phụ, người không nên phiền não. Yêu quái ẩn thân kín dưới đáy nước, thật là khó xử. Bác giới ạ, chú ở đây trông coi sư phụ, đừng có đánh nhau với nó nữa, để tôi chạy ra Nam Hải xem một phen. Bác giới nói, huynh định chạy ra Nam Hải để làm gì? Hành giả nói, trong nôm công việc, lấy kinh là ở Bồ Tát, đến cả việc giải thoát chúng ta đều ở ngài. Ngày nay đến đây bị nghẹn cả rồi, không tìm ngài thì chúng ta còn biết tìm ở ai? Chúng ta đến cầu ngài còn tốt hơn là cứ ở đây mà đấu nhau với yêu tinh. Bác giới mừng rỡ, nói, phải đấy, huynh có đến thì bạch giúp cho ta một câu cảm tạ Bồ Tát đã chỉ giáo. Đường Tăng nói, Ngộ Không, có đi cầu Bồ Tát thì con phải đi ngay, chớ có nên trì hoãn. Hành giả cưỡi vòng cẩn đậu mây thẳng tới Nam Hải, chưa đầy nửa giờ đã tới Phổ Đà Sơn, vụt chốc từ trên mây xà xuống đến Tử Trúc Lâm. Có 24 vị thiên thần tới hỏi, đại thánh đương ở đâu lại? Hành giả đáp, sư phụ tôi đương gặp nạn, tôi đến đây để yết kiến Bồ Tát. Các vị thiên thần nói, mời ngài ngồi chơi, để chúng tôi vào đi báo. Các vị trực nhọc đến cửa động trào âm báo vào, Ngộ Không có việc, xin triều kiến. Bồ Tát đương cùng Phùng Châu Long Nữ chăm hoa sen nở ở bên hồ, nghe lời chuyển báo về Vân Nam, mở cửa gọi vào. Hành giả chỉnh tề áo khăn, quy y tham kiến. Quan Âm hỏi, sao nhà ngươi lại không chịu đi bảo hộ Đường Tăng, đến đây tìm ta có việc gì? Hành giả nói, kính thưa Bồ Tát, trước đây sư phụ con thu được một người đồ đệ có tên là Trư Bát Giới ở Cao Đạo Trang, nhờ ơn Bồ Tát cho pháp danh là Ngộ Năng. Vừa rồi lại đi qua núi Hoàng Phong, tiến đến sông Lưu Sa rộng 800 dặm, đây là nơi Nhược Thủy Tam Thiên. Sư phụ con đã khó bề sang sông, dưới sông lại có thêm một tên yêu quái võ nghệ thật cao cường. Ngộ Năng đã 3 lần đánh nhau với nó nhưng lại chẳng thắng được, bị nó cản trở, còn chẳng qua được sông, khẩn cầu Bồ Tát rủ lòng từ bi đến tế độ cho. Bồ Tát nói, sao ngươi lại dở thói hách dịch, không chịu nói chuyện với Đường Tăng phải không? Hành giả nghe thấy vậy liền xua tay, nói, chúng con cốt chỉ bắt lấy nó, bảo nó đưa sư phụ qua sông, việc sông nước thì con lại không tin, chỉ có hộ Ngộ Năng là tìm được vào xào huyệt của nó thôi. Trong khi nói năng, có lẽ đã không nhắc tới việc đi lấy kinh. Bồ Tát nói, con yêu tinh ở Lưu Sa Hà là Nguyễn Liêm đại tướng xuống trần, ta đã thêm thiện tính khuyến hóa, bảo nó phải trông hộ bọn đi lấy kinh. Nếu mà nhà ngươi nói ra là được, là ở bên Đông Thổ đại đường đi sang, nó sẽ quy thuận ngay, chắc chắn sẽ không thể nào gây sự với các ngươi được. Hành giả nghe thấy vậy vội mừng rỡ, nhưng cũng chợt tỉnh ngộ, hỏi, yêu quái bây giờ đã sợ sệt, nó chẳng dám ló đầu ra, trốn biệt ở dưới đáy nước, còn phải làm thế nào để nó có thể quy thuận được? Bồ Tát bèn lấy một hồ lô đỏ ra, gọi Huệ Ngạn lại dặn dò, nhà ngươi hãy mang hồ lô này đi với Ngộ Không đến Lưu Sa Hà, nhà ngươi chỉ cần đứng lên một mặt nước, gọi to lên một tiếng Ngộ Tỉnh là hắn sẽ ra ngay. Trước hết dọn hắn đến quy y nơi Đường Tăng, sau thì tháo chính cái sọ hắn đeo trên người, bày thành cửu cung, để hồ lô vào giữa, sẽ thành một con thuyền đưa Đường Tăng qua Lưu Sa Hà. Huệ Ngạn liền vâng mệnh, mang hồ lô cùng Ngộ Không đi ra khỏi nơi rừng Trúc Tí. Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng ở trên mây, trong xa đã thấy bờ sông Lưu Sa.
Rồi bát giới nhận ra được Mộc Xoa, hành giả, bèn dẫn sư phụ đến đón tiếp. Mộc Xoa và Tam Tạng chào nhau xong, lại đến chào Trư Bát Giới. Bát Giới nói, nhờ ơn tôn giả chỉ giáo, được Bồ Tát thu dụng, lão Trư tuân theo pháp, nay mừng được bái đạo Sa Môn, từ đấy trên đường môn tẩu, chưa cảm tạ được, xin thứ lỗi cho. Hành giả nói, đừng có nói chuyện vớ va vớ vẩn nữa, chúng ta hãy đi gọi ngay cái thằng ấy ra đi. Tam Tạng hỏi, chúng ta đi gọi ai? Hành giả nói, lão tôn ra mắt Bồ Tát, bạch lại sự việc hôm trước. Bồ Tát bảo yêu quái ở sông Lưu Sa là Uyển Liêm đại tướng xuống trần, vì có tội ở trên trời, y bị đẩy xuống sông này, bó hình biến thành quái, được Bồ Tát khuyến hóa. Hắn đã nguyện quy thuận theo sư phụ sang Tây Thiên. Chỉ vì chúng ta không nói tới việc đi lấy kinh, nên lại phải đánh nhau khổ sở. Này, Bồ Tát đã sai Mộc Xoa mang hồ lô đến cùng hắn làm ra pháp thuyền, sẽ đưa được sư phụ qua sông. Tam Tạng nghe vậy mừng rỡ, miệng không ngớt lời lạy tạ, lại khiếp nép nói với Mộc Xoa rằng, giá mong tôn giả đi làm ngay cho. Mộc Xoa bưng hồ lô đi trên lưng chừng mây tới mặt nước sông Lưu Sa, gọi to lên một tiếng, ngộ tỉnh, ngộ tỉnh, người đi lấy kinh đã ở đây lâu, sao người lại không chịu quy thuận? Yêu quái này, hắn vốn sợ đại thánh nên quay về đáy nước, đường nghỉ ngơi, chợt nghe có người gọi đến pháp danh của mình, biết rõ là Bồ Tát, lại nghe nói, người đi lấy kinh đã ở đây, hắn không còn sợ sệt gì nữa. Rễ sóng nhảy ra, nhìn thấy Mộc Xoa, hành giả, hắn miệng cười vui vẻ, liền tiến thẳng lên, kính cẩn nghiêng mình để làm lễ. Kính chào tôn giả, bây giờ Bồ Tát ở đâu? Mộc sư nói, bạn sư chưa tới, sai tôi đi đến trước. Nhú người theo làm đồ đệ, đường tăng, và dặn ngươi lấy chính sọ, người nhà ngươi vẫn đeo trên cổ, hợp với hồ lô này, bày theo cửu cung, sẽ kết thành một pháp thuyền, đưa đường tăng qua sông Nhược Thủy. Ngộ Tĩnh nói, người đi lấy kinh ở đâu? Mộc Xoa bèn lấy tay trỏ lên trên bờ, nói, người ngồi ở trên cao kia kìa. Ngộ Tĩnh nhìn thấy Bát Giới liền nói, con yêu quái này ở đâu đến, đánh nhau với tôi luôn 2 ngày, có nói gì tới việc đi lấy kinh cho tôi biết đâu. Lại trông thấy hành giả, bèn nói, cả cái ông ất con này nữa, đánh hồ rất ghê, tôi chịu thôi, chẳng đi đâu. Mộc Xoa thấy vậy, nói, kia là Bát Giới, đây là hành giả, chúng đều là đồ đệ của đường tăng, cùng theo Bồ Tát khuyến hóa, sợ cái gì, ta cùng người đến để ra mắt đường tăng. Ngộ Tĩnh mới thu bảo trượng, sửa soạn lại quần áo, đi lên bờ, quỳ gối trước mặt đường tăng, nói, kính thưa sư phụ, đệ tử đây có mắt như mù, không nhận ra sư phụ sớm, lại dám làm điều vô phép vô thiên, xin sư phụ tha tội cho. Bát Giới nói, cái đồ ương ách nhà mi, không quy y ngay, chạy chật đánh nhau với ta, là có nghĩa lý gì? Hành giả nói, hiền đệ, đừng có trách hắn, đó là tại chúng mình không nói chuyện đi lấy kinh, và không xưng tên xưng họ ra đấy thôi. Đường Tăng nói, người có thành tâm quy y đạo Phật không? Ngộ Tĩnh trả lời, trước đây đệ tử đội ơn Bồ Tát dạy bảo, lấy tên xong làm họ, đặt pháp danh là Sa Ngộ Tĩnh, lý đâu lại không chịu theo sư phụ. Đường Tăng nghe vậy mừng rỡ, nói, vậy thì được, vậy thì được. Liền gọi Ngộ Không lấy giới đao thế phát cho hắn. Hành giả y lời, lấy giới đao ra cạo trọc đầu Ngộ Tĩnh. Ngộ Tĩnh lạy Tam Tạng rồi lại lạy Ngộ Không, Bát Giới để kết làm huynh đệ. Tam Tạng thấy hắn ta hành lễ đốt phong độ nhà chùa, nên lại gọi là Sa Hòa Thượng. Mộc Xoa đáp, đã giữ theo đạo làm già lam, không nên nói nhiều, xin làm pháp thuyền ngay cho. Ngộ Tĩnh không dám chậm trễ, tháo sọ trên cổ ra, lấy dây kết làm cửu cung, để hồ lô của Bồ Tát vào giữa, rồi mời sư phụ xuống. Rìa xong, sư phụ lên pháp thuyền, ngồi vào khoang giữa, nhìn chẳng khác một con đò. Bát Giới và Ngộ Tĩnh ở hai bên đỡ đường tăng, hành giả đứng sau đó dắt ngựa. Mộc Xoa đi lên lưng chừng ủng hộ đằng trước. Sư phụ đã yên ổn qua sông Lưu Sa, giữ làng sống yên,
qua nơi nhược thủy. Thật là thuyền chạy như bay, chẳng mấy chốc đã vượt qua sóng gió, sang tới bên kia, không phải dẫm bùn lội nước, trong ráo tay khô, vô vi thanh tịnh. Thầy trò bước chân lên đất, mộc xoa thu lại hồ lô lên tầng mây bạc, còn chín cái sọ khô hóa ra thành chín vệt gió âm biến đi mất hết. Tam tạng tạ mộc xoa lễ Bồ Tát chính là gửi gió mộc xoa về biển cả, yên lên yên tam tạng thẳng tây thiên. Chưa biết bao giờ cầu được chân kinh, thành được chính quả. Xem tiếp hồi sau sẽ phân giải.